Kính thưa quý vị, dần dần thế sự cho chúng ta thấy rõ ràng sự đổi thay của chiều gió. Một điều khẳng định là không một thế lực nào có thể ngăn cản được lòng yêu nước. Vẫn biết rằng hậu quả của sự cất lên tiếng nói đó, đối lập và tù đầy, là trù dập, nhưng bắt thì chúng vẫn bắt. Dòng nhạc đấu tranh trong quốc nội vẫn tuôn theo tháng ngày. Một trong những nhạc sĩ viết nhạc đấu tranh là Việt Oan. Một trong những tác phẩm của Việt Oan là Đánh đuổi Cộng Nô, sẽ do Vương Nhi trình bày. Và xin quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho Vương Nhi, và cũng là MC của chương trình từ đầu đến giờ, với ca khúc Đánh đuổi Cộng Nô. Và xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón Vương Nhi. Cảm ơn chị, rất là vui. Để nối tiếp dòng nhạc tiếp theo, Đánh đuổi Cộng Nô, Vương Nhi xin đến. Mẹ
vì và xin cảm ơn rất nhiều tiếng hát của chị Phương Nhi. Kính thưa quý vị, chị vừa hát hay mà dẫn chương trình cũng rất là giỏi. Kính thưa quý vị,